mẹ 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 chị Tâm mà chị Tâm chị Tâm chị Tâm mà cái bộ đồ á là 10 năm rồi đâu có diễn đâu giặt thì nó có cái hôn nay đâu được diễn trời ơi hết rồi ôi bộ đồ thật là chán chường. Nhiều khi không được diễn cả đời. Thôi. Nhiều khi không được diễn cả đời. Thôi vậy thôi, không có chơi Dung Rít nữa. Thôi mà. Xui hết nha, xui hết ngày nha. Em sẽ với nhau. Mẹ. 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 Chị Tâm mà. Chị Tâm. Chị Tâm. Chị Tâm. Mà cái bộ đồ á, là 10 năm rồi đâu có diễn. Đâu giặt. Thì nó có cái hôn nay đâu được diễn. Trời ơi. Hết rồi. Ôi bộ đồ thật là chán chường. Nhiều khi không được diễn cả đời. Nhiều khi không được diễn cả đời. Thôi vậy thôi, không có chơi Dung Rít nữa. Thôi mà. Xui hết nha, xui hết ngày nha. Em sẽ với nhau. Mà mất cái quần nữa. Ông bụt hiện lên hỏi cái quần vàng này phải của con không? Rồi nói phải. Dốc. Dốc. Anh nói mà nói con cá trê. Em đẻ được nó đó. Đúng. Đó, đẻ được luôn. Anh nói cá trê chứ. Anh nói cá trê chứ. Rồi xin 3, 2, 1 thắng, thắng, thắng. 1, 2, 3. Em thua, em mình thắng. Là em ao đó, em cuối đó. Em đấu anh vàng đi. Khoan, em chọn người thắng người thua sao em đó. Vậy em chọn thắng hay thua? Em chọn người thắng. Rồi 3, 2, 1. Dạ đấu gì vậy vậy? Ai chị em ai chị em mà chị nó có một cái thuật toán. Hai chị em mình. Trời ơi. Trời ơi. Hôm nay kéo tay lên. Thôi, em thấy nó ôm trọn cái tay ông luôn. Còn có cái ngón thì ngại xui thằng em út đó. 3, 2, 1. Nhéo. Mẹ nói còn sao? Hả? Mẹ nói đi học. Mẹ nói đi học rồi. Mẹ nói đi học rồi. Mẹ nói đi học rồi. Trời ơi sao mẹ cầm miệng luôn rồi. Mẹ cầm miệng rồi. Mẹ. 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 Chị Tâm mà. Chị Tâm. Chị Tâm. Chị Tâm. Trời ơi đứt cái con chuột. Tôi làm gì có chuột mà tôi biết đau. Gì có chuột mà tôi biết đau. Rõ rồi. Thôi quá. Em người la. Quá biển tôi la. Quá biển tôi la. Đó liền. Trời ơi chị em gì nữa. Lúa dụng quá. Không còn chị em nữa. Tại nó không giống chơi gì quá. Bây tên là cái lần. Trời ơi. Trời ơi. Nó là nghĩa đấy nè. Mẹ. Chị Tâm mà. Chị Tâm. Rồi. Kiều Minh Tuấn, Trường Giang, Chris Phan. Thời gian hoàn thành của các bạn là 14 giây. Trời ơi, thời gian vua thời gian nha. Các bạn nghĩ mình bao nhiêu giây? 16, 17. Các bạn phải cộng thêm 10 giây nữa. Tàn hiểu á. Ai? Vô dụng. Đâu, cái trại của em sao á, không biết. Còn... anh đã nói với em sao? Đừng thắng một trò chơi, mình phải thắng một cuộc chơi. Đúng. Hôm nay mới lạnh hết ga hết số cho anh. Đúng. Yeah. Tắm tà bông thơm thoa nè. Đúng vậy. Ơi, khách sạn cái tàng năm sau thấy toilet cũng có máy lạnh. Tối nay tôi sẽ ngủ trong toilet. Trời ơi mình thôi mình đau lòng quá. Thắng một chi rồi. Đó, trong cái đó mình chỉ cần thắng đúng cái lần cần thắng. Đúng. Con Jennifer quá hay. Mấy cái kia mình có thể xin ăn được. Chứ ngủ không thể xin được. Con không hề xui. Xin lỗi hồi nãy tính tặng con cho bà con Long Xuyên. Giữ cho rồi. Leo leo mấy đứa đi con. Tối nay khách sạn là tài trợ mình đúng không? Đúng vậy. Nếu như không cho tôi chung ngủ đàng hoàng, tôi sẽ livestream. Và tôi sẽ tố cáo. Hôm nay tôi đến đây tôi quay, tại sao khách sạn lại cho tôi ở một cái chỗ hả đơn độc như vậy? Tôi sẽ làm lớn chuyện này. Thì hiện tại có giám đốc của dự án đang ở đây luôn. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Thôi, nghĩ tới cái chuyện mà vô ngâm cái bồn tắm á. Đã lắm anh ơi. Trời ơi. Trời ơi.
mấy cái người mà quên cái đồ siết năm mình 10 tuổi á, ngủ ngoài đường. Mà cái bộ đồ á là 10 năm rồi đâu có diễn. Đâu có giặt. Thì nó có cái hôn này đâu được diễn. Trời ơi. Hết rồi. Ôi bộ đồ thật là chán chường. Nhiều khi không được diễn cả đời. Thôi. Nhiều khi không được diễn cả đời. Thôi. Ê sao nghiệp quá. Ghê quá, kêu lớn vậy. Nó đúng là mấy đứa trên mạng. Hay nói tầm bậy. Tối nay đội Trường Giang sẽ ở trong căn phòng 707. Yeah. 7 lần 7 thì nhiêu? 7 × 7 = 49 ngày. Đúng. Đó đó, đó đó. Nó đó. Đừng nói tôi. Còn chưa nữa. 7 + 7 = 14, nhất tử là một. Trời ơi. Trời ơi. Một người. Trời ơi. Quá trời. Cho số của tôi đi ạ. Số tôi số mấy? Cũng trên tầng 7. Có khi nào là 7, 9, 9 không? 7, 9, 9 là thất nghiệp vĩnh viễn. Trời ơi, Phùng điên quá. Trời ơi, Phùng điên quá cái miệng. Đâu là đó. Không gì mà tới 7, 9, 9. Trời ơi. Mà 7, 9, 9. Đừng có giao du. Đừng có giao du. Thôi lên lầu thôi mọi người ơi, lên lầu. Yeah, đây rồi. Phá vào anh, nhưng mà đấy. Cuối cùng là không. Mà xưa hiếu tin đâu. Lắm nè. Cửa là anh đeo là té, anh té bị sắp gãy tay luôn. Ôi mà đừng có bàn dù tai nạn ở đây nữa. Tiếng hoàn toàn luôn. Mất tiếng luôn. Mà ca sĩ, MC mà mất tiếng. Anh Tuấn là đeo vụ đó là bị luật thừa đó. Quá trời. Hên là mất tiếng chứ chưa mất sự nổi tiếng. Hên là mất tiếng chứ chưa mất sự nổi tiếng. Rồi. Quá trời. Cửa thì hả, người ta mất tiếng nó là trút hơi thở cuối cùng. Đúng rồi. Thằng này chuyện xui không à. Cái tích nghiệp này sẽ bị mất kinh chứ không gì. Đừng. Cái kinh. Trời. Cái kinh. Mất kinh. À mất kinh. Cái kinh. Kinh YouTube. Đó thôi. Anh MC mà anh phát âm không có đồn dặn rõ chữ. Mất anh làm người ta hiểu lầm. Nó đen đúa dễ thương như thế này. Đen đúa. Nó có lỗi gì đâu mà lại nói nó. Cặp mắt nó hơi gian lần xíu thôi. Hả? Nó là chia sẻ này. Ôi con trai của ta. Tự hào lên. Ví dụ mà anh có ngủ ngoài, anh ngủ mình anh nha. Tại em Vinh Tuấn cũng chung đội anh. Khổ. Ủa dễ hả? Dạ. Đúng rồi. Giờ là cuối đúng không? Đúng rồi. Thôi vậy thôi, không có chơi dung rít nữa. Thôi mà. Xui hết nha, xui hết ngày nha. Anh chỉ nói là bạn bình thường. Còn giờ anh nắm tay nó. Thôi chúng tôi công khai. Công khai. Cơm heo hả? Chúng tôi là chuyện tình anh em ngoài giá thú. Ghê quá. Bình thường mọi người sẽ thấy cảnh đồng lúa bình thường thôi. Nhưng mà hồi nãy là có cả mấy cái cây thốt nốt á. Thì cái điều này nó có mang đến một cái cảm giác khác biệt cho nhà cá mình không? Hiểu tại sao? Em thấy rất là kiểu là... Ý là cũng không có lạ lắm. Tại vì ở chỗ em thì cũng có. Nhưng mà là ở đây rất là đẹp. Mà nó lần đầu tiên mình thấy nó nhiều mà nó cao á. Yeah. Với lại những cái cây thốt nốt nữa thì mọi thứ nó nhìn nó hoành tráng, nó rất là rộng đẹp. Thường thì thấy cây thốt nốt trước đây á là ở trong biệt thự nè, ở khu vườn rồi cái trà la thôi. Không. Cái trà la ông nội ơi. Luôn cây thốt nốt. Không ai mà trồng biệt thự trong thốt nốt. Có em. Thì ở đây thì mình thấy nó tràn lan. Ở đâu cũng có, nhà nào chỗ nào cũng có cây thốt nốt hết á, mình gặp từ cây thốt nốt mà và đặc biệt là mình thấy được những cây thốt nốt con á. Chứ ở chỗ mình ở là thấy cái cây nó lớn rồi. Nãy anh cũng thấy anh ơi già đó. Cái cây người ta là cái cây đặc sản mà đưa cái miệng anh tưởng nó rẻ rún, chỗ nào cũng tràn lan, có ghét không? Tràn lan nhiều mà thì bỏ chứ tràn lan chỗ nào cũng gọi là sao xum xuê. Sao lại gọi là đại tràn lan, sao lại gọi là xum xuê anh ơi? Xum xuê là cái cây nó xum xuê, còn tràn lan là ở đâu cũng có, hiểu không? Tràn lan là mấy cái đâu phải lan trà đâu mà hai đứa im. Mấy cái tệ nạn là tràn lan rồi. Anh ơi, tình đương tệ nạn vậy. Trời ơi sao vậy, chuyện như cái miệng của anh nó tích cực bao nhiêu, cái qua cái miệng em tiêu cực bấy nhiêu. Không, em nghe tiêu cực. Con ơi, đừng đọc thư theo chúng bạn nha. Con đừng có gì vậy. Hết chuyện. Tội nghiệp quá. Mày con mình khác. Ngày xưa đâu có bị tự kỷ đâu. Cái da mình đen như cái tâm mình trắng. Còn những đứa kia, răng nó trắng như tâm nó đen. À. Răng ai đây chẳng nhất à, mấy đứa. Răng nhất à. Anh nói rồi làm cái sai nhỏ nhỏ. Ừ. Kia. Ủa, anh 7.
gì sao dưới quê mà làm căn xứ vậy. Tất nhiên là sao. Rồi Phúc ơi, là Phúc ơi, Thất Đình là sao? Cái Thất Đình đó, cái thất mà bự dần dần đó. À cái thất nhựa màu trắng á ha. Không, cái thất nhỏ cái đó của thất nhà ma, một... thất ma, thất ma. Thất chặt xương đó. Đúng rồi, bự dần dần cho Thất Đình. Ôi, cho đang đang nói màu trắng mà tự nhiên Thất Đình rồi. Ý là nó bự đó anh ơi. Nè, ta đang hỏi sao màu trắng. Ai mới vô cái bự kìa. Người ta đang hỏi màu trắng. Em khùng điên. Thật sự là hai anh em có chung miếng không vậy? Cứ để ý là khi mà anh Giang đem Jennifer ít nói hiểu không? Được vậy. Trấn anh lời, nó tấn thì phụ hồng anh. Không phải, em nhớ tới số. Đúng rồi. Nhà vua đang theo một cái thuyết. Thuyết gì? Thuyết... Cái gì? Thuyết là tịnh thuyết... tâm, tu tâm dưỡng tính. Trời ơi. Cái này game show vui vẻ. Chứ đâu là... phải là game show chữa lành tâm hồn. Đúng rồi. Có game show chữa lành. Im hoài vậy, im hoài vậy. Cái chân như thôi. Đúng rồi. Với em. Quan trọng người thể á. Quan trọng người thể á. Được, em lừa lại được không? Tao để em quăng anh Lâm thử coi. Úp cái đầu vô, xong rồi cứ đưa. Được. Úp cái đầu vô, xong rồi cứ đưa cái đầu ra cho chuyện thư vậy. Lên. Sao mà thấy sướng dễ gì mà em chơi thắng được. Đúng là đúng ra anh chị ơi, chị này phụ em mà. Không thích nhắn kém trời con người ta muốn có lé luôn vậy đó, tội nghiệp thiệt. Rồi Lâm loại rồi, rồi là Hoàng cái thôi vậy đó. Em muốn ai, Hoàng anh con thử em. Anh Lâm á, tự nhiên ta đang chèo, tự nhiên cái đẩy Huyền em với Dư Thúy. Mà mất cái quần nữa. Rồi. Ông Bụt hiện lên, hỏi cái quần vàng này phải của con không? Rồi nói phải, dốc. Dốc. Rồi có mẹ chứ, hả ông Bụt nữa. Mà chúng đội tự nhiên lấy quần, ta giành chạy. Nhưng mà phải thiệt tình chứ. Cái quần không phải của mình thì... Cái quần của ai? Cái quần đó, cái quần vàng, còn cái quần bạc nữa. Chừng nào là cái quần bình thường thì anh mới nhận của anh. Không biết câu chuyện cổ tích gì hết. Cậu bé đóng củi là phải vàng đúng hả? Củi đóng củi. Cậu bé Đồng Nai mất cái quần. Để mẹ nói này, đây là dựa theo câu chuyện là cậu bé mất cái rìu. Thì ta biết là mất cái quần tôi diễn theo. Cái gì vậy Đít? Hả? Ai dạy vậy? Kìa hậu mà. Anh bóp cho mọi người ăn nãy giờ. Đâu, đây là... nô tì của em thôi. Trời ơi. Làm người không chịu. Làm người không chịu. Làm thủy quái. Không phải thủy quái. Như làm gì? Quán cùng xưa là con gì? Chó. Chó. Anh nhả ra. Nhả ra lắm. Cái gì? Nhả ra. Anh nhả ra. Mắt hồng. Nuốt luôn. Lấy lại. Thâu ăn luôn. Nhả ra. Tấn. Ăn đi. Anh ăn mình ăn đi. Chịu ăn. Ủa thôi anh mình vô cho ăn lâu như vậy. Cái quán này xong đã vừa rồi. Nói chung là mình cứ ăn kệ miễn đời. Mình thắng này cho mình. Ê, thiếu điều này hư như Lâm nha. Sao? Như anh vừa nói trong mọi người ăn lại. Thôi mình cứ ăn mà kệ miễn đời. Anh nói em con dữ nè. Con cá chê. Con cá chê. Trời ơi cái con cá chê này. Trời ơi cái con cá chê này. Anh nói mà nói con cá chê. Em đẻ được nó đó. Đúng. Trời đẻ được luôn. Anh nói con cá tra chứ. Anh nói con cá tra chứ. Ngam ra xịt sát khuẩn cái miệng lên. Con cá chê là cái miệng ra ngay cái thối. Xịt được sát khuẩn lên. Hiếu thứ hai có vượt qua được thử thách của binh đoàn tôm cá này hay không? Hiếu thứ hai đang đeo con Jennifer và con Jennifer là biểu tượng xui xẻo nhất của chương trình. Bắt đầu. Trời ơi trời ơi. Trời ơi trời ơi. Thôi ơi thôi ơi. Cho nhảy xíu đi. Thôi bây giờ ekip mình vỗ tay nha. Cổ vũ cho em. Trời ơi không ai vỗ tay mạnh lên bà con ơi. Hiếu sau lưng em, Hiếu địch sau lưng. Yeah.
ta. Hiếu mạnh nhất mà nó đã dậy rồi. Trời, Hiếu chạy nhanh vậy mà còn bị bắt thì tôi với lần rít sao? Trời ơi. Em bị cái dây nữa. Rồi. Sao em chạy nhanh lắm luôn á? Đúng rồi, trời ơi. Toàn là tề danh SEA Games không mà sao tụi tôi làm lại? Em yên tâm đi, nguyên dây này bị bắt hết rồi. Nguyên dây đang chắn ngủ ngoài đó. Ê, sao mà thiệt ghê quá vậy? Hiếu nó chạy cỡ đó mà Hiếu còn chết. Em thấy Hiếu chạy đúng nhanh luôn á mà cái khúc này còn bị. Tao tin mày. Tao chạy nổi đâu, khớp gối sao chạy. Trời ơi, cố lên Huy ơi. Ôi, cái chết nhảy đàng hoàng nha. Chơi mấy trò mà chơi chạy 11 giờ đêm. Anh đi chầm mình luôn đi. Anh tự vô luôn đi chứ đừng bắt tôi nữa. Ông sao mổ vậy? Hèn hạ. Hèn hạ. Nhu nhược. Nhảy quá. Nhảy lại. Nhảy tới. Nhảy lui. Nghe cái kiếm nha. Ê, Huy hãy qua điều khiển được binh đoàn tổng cá chỉ có Hà Bá thôi nha. Chào nha. Huy ơi. Nghe quá. Huy sao đây ơi? Cái con cá heo này chơi đàng hoàng không vậy? Hả? Huy chạy quá. Huy chạy quá. Huy chạy quá. Huy chạy quá. Mình ơi xong rồi. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ vai. Cố lên anh ơi. Bây giờ mình bắt đầu mình gọi là dự đoán được không ạ? À? Tôi ra một dự đoán đầu tiên là Tuấn sẽ bị bắt ở đây. Đó, mức dự đoán của tôi là Tuấn sẽ bị bắt ở đây. Và em sẽ dự đoán điểm cuối cùng của Tuấn là ở cái hồ kia. Là ở cái hồ kia. Trời ơi, giỡn quá. Bây giờ là lượt chơi của Kiều Minh Tuấn. Xin mời binh đoàn tôm cá. Tuấn ơi, không mấy em vô em tắm luôn đi Tuấn ơi. Cho em tắm. Chưa rút dây. Chưa rút dây. Trong dây còn nguyên. Anh rút không được anh ngừng lại. Ổn ghê không? Có là anh Tuấn ơi. Có là anh Tuấn ơi. Nhảy đàng hoàng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có địch sau lưng nha. Địch nào giờ? Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, chết rồi. Micro tháo liền em chơi liền. Lẹ đi, tháo liền cho em đi. Sức tự tháo liền. Âm thanh ơi tự tháo luôn, tự tháo luôn. Âm thanh ơi, trồng che giùm em đi. Lẹ đi. Tự cột. Vô. Cái dây đâu? Trồng che giùm em đâu? Ủa? TH2T thanh mát sảng khoái hoàn toàn từ thiên nhiên. Quân sống này. Chị cà cao chị bón mời em đi giữa bình xuân. Ôi bình xuân lúc đó rồi em quán sinh nhà. Đã tôi quý lên đầu ngày lấy bánh mì chung tiền. Ôi hấp thấm tuyệt vời. Nhưng mà mệt thì lắm. Còn nhanh lắm. Lam ơi. Mệt quá em, mệt quá vậy.
Thôi uống nước miếng không? Anh Long hơi mệt, chân mệt. Nhảy nha. Đưa cho xem mình nhảy. Tôi nhảy nhiệt tình chơi mà chơi. Chơi hơn thua quá. Ra dẻ quá. Không, chúng tôi có ý kiến. Chúng tôi có ý kiến đồng lòng. Kính thưa hội đồng nghệ thuật, thưa thân phụ lão, kính thưa quý vị quan khách, kính thưa ban tổ chức cùng hàng ngàn khán giả hâm mộ đang ở dưới đây, đồng ý vỗ tay cái ạ. Vỗ tay lên mọi người. Chúng tôi đã có một cái luật chơi. Đúng. Là tất cả đều vị trí xuất phát và sau đó di chuyển. Và Lê Dũng Vũ Lâm như một mũi tên. Đúng. Đã chạy tới gần cái bờ hồ rồi. Tự nhiên bị bắn tốc độ. Lên đường cao tốc thì bắn tốc độ cũng phải có vị trí bắn đàng hoàng. Đây. Chứ không mà bắn tốc độ tôi được. Cho nên chúng tôi yêu cầu hội đồng nghệ thuật, ban tổ chức xem xét lại. Đúng. Chứ chúng tôi không dám nói là bắt buộc. Tôi bị hở van tim, tôi chạy lần hai là tôi sẽ liệm tại bài biển này. Nếu như các bạn chấp nhận Dương làm thắng, đồng nghĩa việc mất đi một suất ngủ sướng, thì chúng tôi sẽ đồng ý. Chúng tôi không quan tâm, anh em tôi sống hạnh phúc và tôi vui thôi. Đúng rồi, gì? Anh em nghệ sĩ chúng ta là người ca. Bao nhiêu tiền cười vui quá là trong game show. Chấp nhận Dương Lâm chiến thắng. Chúng ta đã có hai chỗ ngủ đẹp dành cho Huy và Lâm. Đúng. Thì mình ngủ ở đây. Không có. Mình sát cuối với cái dưới cuối đó anh. Đúng vậy. Tại vì mọi người đồng lòng cho nên tối đêm nay nếu mà Tiên bị bắt lại, em sẽ dùng chỗ của em cho Tiên ngủ. Đại trưởng phu. Thật là công bằng. Đúng. Anh em nghệ sĩ. Anh em nghệ sĩ. Đúng rồi. Quý hết rồi. Ok. À chun. Chun ơi, chun. Nãy giờ nó đang mệt tự nhiên không chịu chơi luôn. Em rất là nhanh nhẹn chun, anh tin em. Không có đâu anh, giờ thì đuối lắm rồi. Ủa? Huy dậy ơi. Ủa? Huy dậy ơi. Ủa? Huy dậy. Ủa? Huy dậy ơi. Ủa? Huy dậy ơi. Trời ơi, một con tôm nó nhảy vô luôn rồi, kéo con tôm ra. Ủa, sao mặn như vậy? Nước biển. Ủa thằng béo, ngay quá. Bạn nó uống bao nhiêu bụng nước vậy? Một khối nước ngọt là 400 ngàn đó em. Trời ơi, nó xe rách quần em. Không có mấy nữa. Trời ơi, xe rách quần còn nhỏ rồi. Dài dữ quá. Ở đây người mới mà. Tôi ăn gian giật mà nó vẫn không... Người mới nè hả? Người mới rồi. Trời ơi. Mời đi. Nói thiệt với em á, anh có biết ai chấm qua hậu em luôn á. Chơi dơ quá. Đúng. Em thấy mọi người đủ rồi mà. Em đang chơi tốt lắm bé. Đúng rồi. Ok đó. Tôi đoán anh Giang sẽ bị bắt ở đây. Mới còn bước. Nhảy đi, hai bạn kia nhảy đi mấy bạn. Anh nhấp gì đau lưng hơn anh Giang ơi.
Anh ơi mệt, anh ơi anh đừng có màu nữa. Anh ơi, thôi kệ, đang mập hơn ta đó, anh còn màu nữa. Không, vậy nhảy nhiều đi cưng, nhảy. Phải tập thể dục thể thao vô. Ủa sao ông này không nhảy đứng? Ủa sao ông này không nhảy đứng? Hay quá chết. Ôi chết rồi, chết rồi. Hay quá chết. Ôi chết rồi, chết rồi. Hay quá chết. Ôi chết rồi, chết rồi. Cho từ đây. Cố lên Viết ơi. Cố lên em ơi. Anh con cá anh có thích con chuột không? Em cho con chuột. Không. Nhảy đi anh, nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy dài nha. Dài. Mấy anh sao? Mấy anh đánh thấy cây dẻo quá. Mấy anh đánh thấy cây dẻo quá. Nhảy đi anh. Nè em cũng nhảy được nè. Ôi cái bắp chân anh Viết bự nha. Viết được. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên Viết ơi. Cố lên, cố lên. Đúng rồi. Cố lên. Cố lên, cố lên. Đúng rồi. Cố lên, cố lên. Đúng rồi. Viết ơi. Trời ơi. Đó, cặp giò vàng của tôi. Trời ơi. Vion phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.